Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái loại sách gọi là sách touch and feel, sách tăng cái để giúp cho trẻ, cho bé có cái khả năng cảm giác xúc giác tốt hơn. Ở đây nhà mình mới mua ba quyển này là của US Bond, nhưng mà US Bond Korea nó là bản Hàn Quốc cho nên nó toàn bằng chữ Hàn thôi. Tuy nhiên là sách này chủ yếu là hướng đến cái gọi là phát triển thị giác và cảm giác xúc giác của trẻ ấy, cho nên là cái chuyện chữ gì thì cũng không quá quan trọng lắm. Ở đây mình có ba quyển, một quyển về quyển này là về các loài hoa, quyển này là về các động vật, quyển này là về các cái không rõ tiếng Hàn, cái này là cái kiểu như là vật thể gì đấy chăng. Thì mỗi cái quyển sách này nó sẽ ngay từ bìa ấy là đã làm rất là đẹp rồi, màu sắc rất sặc sỡ và rực rỡ, những cái màu sắc nó làm cho kích thích cái thị giác của trẻ này, trẻ nó nhìn nhìn vào nó sẽ rất là thích. Cho nên là ngay từ trẻ, từ những cái tháng thứ tư thứ năm là đã bắt đầu có thể cho xem sách này được rồi. Ngoài cái việc đấy ra ấy, thì trên các cái bìa sách này này họ đều có làm những in nổi như thế này, đều có những khung nổi để cho trẻ nó sờ vào thì nó có thể cảm nhận được đó, ví dụ như thế này, ở mặt trời đấy sờ vào, hoặc là làm bằng các cái chất liệu khác nhau, những chất liệu bằng nhám nhám này, hay là như cái quyển này thì quyển nào gì đây, như quyển này này, những con sâu thì họ làm bằng các cái lông này xù lên này, mình sờ vào mình cảm nhận được này, hoặc là những cái lỗ chìm như thế này là trẻ sờ vào thì sẽ có cái cảm nhận bằng bằng xúc giác của trẻ. Điểm thứ hai là trên các cái quyển sách này nó sẽ có những cái đường 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 vân này, vừa bằng hình ảnh và vừa bằng cảm xúc xúc giác này, sờ vào là cảm nhận được những cái đường 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 lằn như này. Thì bọn trẻ khi mà thực ra này là trẻ lớn lên tí thì trẻ có thể học bố mẹ dạy cho để sờ lần tay theo các đường vân này để đi đến các cái vật thể gọi là hình ảnh này, ví dụ như đây là vân này bay đến hình con ong này chẳng hạn này đó. Ví dụ như đây là một ví dụ này, một trang sách tiếng Hàn đây mô tả con chim bố, con chim mẹ, con chim con ở bên trong, tổ chim sờ vào thì nó khác nhau như thế nào, chim rồi cây sờ vào thì này, không một trẻ nó sẽ đưa cái đường tay để cho cái khả năng, cái này luyện cho khả năng tập trung cũng như là khả năng logic của trẻ này rất là tốt đó. Cái như đây sờ vào đây là nó sẽ mềm 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 này. Ngoài ra thì trong cái quyển hình như quyển này không có, nhưng mà cái quyển thứ ba này, quyển này thì có này, là gọi là có gọi là lật dở pop up à, đấy thì lật dở thì nó sẽ có những cái ô họ làm đóng mở được như thế này, thì trẻ nhìn này sẽ nó sẽ hỏi này, đây là tiếng Hàn nhưng mà nếu mà bạn mua bản tiếng Anh, có tiếng Anh không rõ là có US Bond Việt Nam không thì sẽ có bản tiếng Việt, thì hỏi mình sẽ hỏi trẻ này đằng sau đây là cái gì chẳng hạn, đấy, mở ra ô đằng sau là con chim này. Thì cái này khi mà trẻ từ 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 5 tháng tuổi ấy, là bắt đầu nó sẽ phát triển một cái gọi là cái khả năng logic, tức là biết được là có sự vật hiện tượng tồn tại mặc dù không nhìn thấy. Thì ví dụ là trẻ từ 5 năm tháng ấy, không phải 5 tuổi mà 5 tháng, là mình mở ra đằng sau có con chim này, lần sau mình đóng lại mình hỏi nó đằng sau có gì là nó sẽ trong đầu nó sẽ biết biết là đằng sau có gì chẳng hạn, đấy là nó sẽ tò mò đằng sau ở giữa đây chẳng hạn, đằng sau đám mây có gì, mày có cái máy bay này chẳng hạn đó. Thì con nhà mình mới chỉ được có 4 tháng thôi, thì để mấy quyển sách này ra chủ yếu là nó cũng khá là thích cảm nhận, là tại vì cái màu sắc của họ ấy, màu sắc rất là thích cho nên là nó cũng khá là phấn khích khi mà nhìn những quyển sách này, và tay nó cũng sẽ sờ soạng để cảm nhận những cái hình này cũng như cảm nhận. Nhưng mà ngoài cái việc đấy ra ấy thì còn có những cái khác như là định nghĩa được là những cái này là cái gì này, thì sẽ dành cho trẻ lớn hơn, cho nên quyển sách này có thể dùng cho trẻ đến tận có lẽ là phải đến tận 2 tuổi vẫn vẫn dùng được.
tiếp tục dùng, trẻ 2 tuổi vẫn mua, vẫn dùng được, chơi được, bố mẹ chơi cùng với trẻ rất là vui. Và ngoài ra thì quyển sách này nói qua một chút thì nó là cái khổ khổ này là khổ 20-20 này đó, bìa tất cả là bìa cứng hết, bìa cứng và dày. Một quyển thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 trang, 10 trang đấy, kể cả bìa cũng có thể dùng được luôn. Thì giá bán nó không rõ, ở trên này có ghi giá bán không? Giá bán nó tầm khoảng 9-10k won Hàn ấy, thì chắc là tiền đô khoảng 7-8 đô gì đấy thôi. Theo mình đánh giá thì quyển này về mặt chất liệu này, hình ảnh này, cũng như là cái nội dung của nó có lẽ là phải phải 9-10 điểm, thậm chí là có thể điểm tối đa ấy. Nếu nếu mà nói thì trên thế giới thì nó cũng là một trong những cái bộ sách nổi tiếng nhất rồi. Đấy, còn về giá bán thì nếu mà nói giá bán nó 7-8 đô mà so với lại cái mặt bằng chung giá sách của trẻ thì nó cũng cũng khá là ổn, giá bán cũng rất là tốt. Ừ. Hôm trước mình có lôi ra cho thằng cu chơi thì nó mình sẽ cho mọi người xem là bé nhà mình 4 tháng thì chơi như thế nào. Rồi đang tiếp theo xem có thấy Để tỏ xem này nhé. không? Cái này không ưng cái bộ nào đó. Kìa con lật đi. Bên này có cái để lật này. Đây không? Chỉ biết từ trái ra phải, không biết là từ trên từ dưới. Mặt trang đầu nhé, mặt trang đầu nhé. Không, 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 không.